Ok, xin chào bà Quyền nhé. Đây là cái video mà chú sẽ hướng dẫn cho con cái cách mà để kết nối các cái linh kiện điện của con ở đây. Và có một số các cái lưu ý mà chú sẽ lưu ý cho con luôn. Thì đây là cái tay điều khiển này. Đi kèm theo nó là cái bộ thu tín hiệu nhé. Đây là cái bộ thu tín hiệu nhé. Đấy, thì chúng ta sẽ gọi cái này là RX này. Còn đây là cái bộ, cái tay điều khiển này sẽ gọi là cái TX nhé. Còn cái này chúng ta sẽ gọi là RX. Đó, thì hai cái này nó sẽ đi cùng với nhau. Đây là cái EC nhé. Đây là cái EC. EC này nó gọi là cái mạch điều khiển này. Đây là cái EC. Đó. Đây là cái hộp số nhé, đây là hộp số 2 cấp này, chú đã lắp sẵn cho con rồi. Đây, đây là cái hộp số 2 cấp, nó có cái servo, đây gọi là cái servo sang số nhé. Thì chú cũng đã lắp sẵn cho con rồi, còn về con chỉ việc cắm vào thôi. Đây cái dây motor chú cũng đã hàn sẵn cho con rồi, về con chỉ việc cắm thôi. ESC cũng vậy, ESC thì chú cũng đã thay rắc để con về con có thể cắm trực tiếp vào, cắm vào motor thôi, chứ không cần phải hàn rắc gì nữa nhé. Đó, đây là cái servo nhé, đây là cái servo chú cũng đã lắp sẵn cho con rồi, để con về con làm cho nó dễ. Không phải là về con hướng dẫn qua điện thoại thì sợ là nó sẽ khó khăn. Đây, và cái giá treo servo, đây là cái giá treo servo chú cũng đã lắp sẵn cho con rồi nhá. Tuy nhiên là để mà lắp vào cái cầu trước của con ấy thì con về con cần phải điều chỉnh lại nhá. Thì nó ở đây là chú đã lắp sẵn cho con cái servo vào cái giá treo rồi. Ở đây là có một số các cái ốc vít đi kèm nữa, thì để mà lắp được vào cái cầu của con thì con sẽ sử dụng đến các cái loại ốc vít này. Lắp như thế nào thì con về con tự suy nghĩ nhá. Đây là cái cầu trước của con, nó sẽ cấu tạo như thế này. Đó, thì về con sẽ cần phải tháo bỏ cái này đi. Về con sẽ cần phải tháo bỏ cái hai cái link lái đi nhá. Đây là cái link, cái link kết nối, cái thanh kết nối giữa hai cái cốc lái này. Đó, con sẽ tháo cái thanh này đi. Và thay vào đó là con sẽ thay cái thanh này vào đây. Đó. Đó, để mà bắt được cái thanh này vào đây thì con cần phải cắt các cái tai này đi. Đây này. Cái bộ bằng nhựa ấy thì nó có các cái tai này để bắt ốc. Tuy nhiên là cái bộ kim loại thì nó khác nhá. Bộ kim loại nó khác, và để bắt được vào như thế này thì con sẽ cần phải cắt cái tai này đi. Đó. Dùng cái kìm này, kìm cắt linh kiện hoặc là bất kỳ cái gì đấy mà con có thể cắt được, con cắt ở đây nhá. Sau đó con tháo cái linh này ra, tháo cái thanh linh này ra nhá. Đó, sau đó bắt một cái thanh này vào đây, bắt cái thanh linh dài vào bên dưới nhá. Ở đây cái zin của nó là nó sẽ bắt ở bên trên, nhưng mà chúng ta sẽ phải bắt vào bên dưới nhá con nhá. Đó, đây này, cái linh lái của nó sẽ như thế này nhá. Con sẽ cần phải bắt xuyên qua cái lỗ này. Đó, bắt một con ốc xuyên qua cái lỗ, bắt từ trên này xuống này, xuyên qua cái lỗ này. Nếu mà cái lỗ mà sau khi cắt đi một cái lỗ nó bé ấy, thì phải cần phải doa một chút nhé. Đó, thì khi mà làm bắt xong ấy thì đây chú sẽ bắt vào đây cho con hình dung này. Đó, con sẽ bắt qua cái cốc lái này này. Đây là cái cốc lái này, con sẽ bắt cái này qua cái cốc lái đó nhé. Đây, ví dụ cốc lái nó sẽ nằm vào đây, xong bắt đầu mới đến cái này. Đó, hiểu chưa nào? Rồi sau đó thì dùng cái đai ốc này này xếp lại ở bên dưới. Bên này thì cũng như vậy, bên này mình sẽ dùng một cái ốc ngắn hơn đi. Ở đây họ cho khá nhiều ốc nhá. Thì con về con căn cái nào mà dùng cái nào nó cũng hợp, phù hợp thì con dùng, cái nào mà không phù hợp, dài quá hoặc ngắn quá thì con cất đi để dùng vào lúc khác. Được chưa? Đó, thì cái linh lái kim loại nó sẽ như thế này nhá. Sau khi lắp xong này thì nó sẽ nằm vào như thế này. Được chưa nào? Đó. Còn cái servo lái thì con sẽ lắp vào như này nhá. Đấy, sau đó thì bắt cái đầu này vào đây, chú sẽ có gửi cho con một cái video khác chi tiết hơn về cái này để con tham khảo, con xem cái đấy thì con sẽ dễ hình dung hơn. Đây là chú đang làm mô phỏng để con có thể hiểu được trên cái cách lắp ở trên cái bộ cầu của con. Đó. Rồi chú sẽ cho tất cả các con ốc này vào trong một cái túi nhá. Vào trong một cái túi này đi. Thì về con chỉ việc lấy các con ốc ở trong túi này ra thôi. Nó sẽ không bị lẫn. Đó, cái này thì chú sẽ cất riêng, hai cái này thì chú sẽ để riêng ra. Rồi, còn đây là cái trục cắt đăng nhé, cắt đăng bằng kim loại này. Đây là hai cái trục cắt đăng bằng kim loại, thì hai cái trục cắt đăng này thì con sẽ để nối từ hộp số. Đây này, nối từ hai cái đầu hộp số này ra này. Đó, nối từ hai cái đầu hộp số ra hai cái cầu nhá. Ra cầu trước và cầu giữa đấy. Thì đây, để mà chốt cái trục kia vào cái trục cắt đăng này thì nó có các cái con ốc này gọi là con ốc chí nhá. Chúng ta sẽ gọi con ốc này là gọi con ốc chí. Ốc chí này nó là ốc lục giác. Thì ở đây đi kèm theo cái bộ này nó có một cái thanh lục giác. Tuy nhiên cái thanh lục giác này nó cũng không phải là loại tốt đâu. Nên là khi mà vặn con ốc chí này thì chúng ta cần phải lưu ý nhá, là vặn vừa tay thôi, siết đủ chặt thôi nhá, chứ đừng siết chặt quá. Siết chặt quá đến lúc nó trượt một cái là lúc đấy không lấy được con ốc chí ra được đâu. Lúc đấy là chúng ta phải khoan phá ra rất là phức tạp và phiền. Nên là vặn ốc chí này chúng ta vặn vừa tay, vặn chặt nhưng mà phải vừa tay thôi, chứ đừng có nghiến răng nghiến lợi vặn chặt quá là rất nhiều người là bị vặn nó trượt cái gen ấy, hoặc là trượt cái đầu của cái thanh lục giác này, hoặc là trượt cái đầu của cái con ốc này là rất là phiền nhá. Đó, thì con lưu ý là khi mà lắp cái
vặn siết ốc trí này thì chúng ta siết vừa tay thôi nhé. Đó, đây là cái cục pin lipo 3S dung lượng 1500 mAh này. Đó, còn đây là cái sạc B3, sạc pin như thế nào thì chú cũng sẽ gửi cho con một cái video sạc pin như nào thì chú cũng sẽ gửi cho con một cái video khác hướng dẫn riêng. Đây là cái bộ khung sườn 3 cầu thì con có thể lắp 3 cái cầu xe của con đã có sẵn vào đây nhá. Thì khi mà lắp cái giá treo servo này thì khi mà giảm sóc thì nó sẽ bị đội. Nó sẽ bị đội cái servo này lên cái sàn cabin này này. Đây này, đây gọi là cái sàn cabin nhá. Thì khi mà nó giảm sóc thì nó sẽ bị đội vào đây. Thì con về con cũng phải khoét đi. Về cũng phải khoét lỗ. Khoét lỗ chỗ này, khoét nhựa chỗ này đi. Chú sẽ gửi cho con một cái video hướng dẫn về cái khoét nhựa này nhé. Bây giờ chú sẽ hướng dẫn cho con cái cách kết nối cái bộ điện này. Thực ra là chú đã làm hết rồi, bây giờ con chỉ việc cắm vào thôi. Thì đầu tiên là con sẽ cần biết là trên cái SC này thì nó có những cái gì. Đây là cái đầu bec của SC nhé. Đầu bec của SC nó sẽ có 3 cái dây này. Thì dây màu cam này nó sẽ là dây tín hiệu. Dây màu đỏ là dây cấp điện dương. Dây màu đen là dây cấp điện âm. Cái bec này nó sẽ cắm vào cái kênh số 2 trên RX nhé. Đây chú sẽ cắm cho con xem này. Đó, thì ở trên RX nó có ba hàng chân như thế này nhé. Thì cái hàng chân đầu tiên sát bên cái hàng số này nó là chân tín hiệu. Cái hàng chân ở giữa nó là hàng chân cấp điện dương. Cái hàng chân cuối cùng ở bên ngoài cùng bên phải này nó là cái hàng chân cấp điện âm. Thì khi mà cắm vào RX thì chúng ta sẽ phải cắm đúng rắc cắm nhé, đúng chân nhé. Đấy, thì chân tín hiệu chúng ta sẽ phải cắm vào cái hàng chân ở sát cái hàng số này. Đó, thì chúng ta sẽ cắm đầu bec của cái SC vào kênh số 2 ở trên RX nhé. Đó. Rồi, sau đó thì trên tay điều khiển trên SC này thì đây là cái công tắc này. Đây là cái rắc cắm nguồn này, thì bây giờ mình sẽ cắm luôn vào nhá. Đây là rắc chữ T nhá, cái rắc này gọi là rắc chữ T. Thì cái rắc chữ T ở pin nó cũng đã được có sẵn ở đây rồi. Thì con sẽ cắm vào nhau như thế này. Lưu ý là khi cắm pin thì phải cắm đúng chiều dây nhá. Rắc chữ T thì chúng ta không cắm ngược được. Tuy nhiên là mình phải lưu ý là khi cắm pin vào SC thì phải cấp đúng điện áp âm và dương. Đây dây đỏ là dương, dây đen là âm. Đó, cắm ngược là sẽ cháy nhá. Còn đây là cái rắc mà chú đã hàn sẵn. Đây cái rắc này gọi là cái rắc GST nhá. GST con sẽ cắm cái rắc này vào rắc motor. GST nó sẽ có hai cái đầu, một đầu đực và một đầu cái. Đây là đầu đực. Đó, đầu đực sẽ cắm được vào đầu cái nhá. Đây là đầu cái chú đã hàn sẵn vào motor rồi thì con cũng cắm vào motor thôi. Đó. Như vậy là xong. Tiếp theo đó là con sẽ cắm cái servo lái. Đây, cái servo này là servo lái nhá. Thì con sẽ cắm